Vâng, xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với cái thì hiện tại đơn giản với động từ to be. Thì đây là cái quyển dành riêng cho bài tập. Còn các cái video bên kia thì tôi làm là cái quyển đó là lý thuyết. À. Trong cái bộ Grammar in Use thì nó có chắc phải độ chục quyển gì đó. À. Cái bộ này ngữ pháp rất là đầy đủ. Chúng ta phải đi dần. Nhất là cái đầu bài chúng ta đọc như sau. Cái đầu bài này này. Come. Need. Complete. The sentences. Sentences. Complete the sentences. Use. Use the words. Words in the box. In the box. Complete the sentences. Use the words in the box. Complete là hoàn thành, the sentences là những cái câu, use là dùng, the words là những cái từ, in the box, ở trong cái hộp, tức là trong cái khung này này. Đó, xong chúng ta tập với Google cho nó quen đi. À. Thì đó là cái thói quen học. À. Complete the sentences. Use the words in the box. Complete the sentences. Use the words in the box. Đó là cái đầu bài. Chúng ta sang câu thứ nhất. Thì hiện tại đơn giản đối với động từ to be. Thì hiện tại đơn giản là gì? Nó là những cái câu, đúng không? Nó ở cấp độ câu. Nó là những cái câu mà được quy ước, tức là sắp xếp các cái từ lại theo một quy ước cho trước, và chúng ta phải đi tìm những cái quy ước đó, quy tắc đó. Nhưng nó có 3 loại câu là câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn, tức là câu hỏi. Thì câu khẳng định là cái câu mà không có dấu hỏi chấm và cũng không có cái từ phủ định là từ not hoặc các dạng viết tắt của từ not. Cho nên đây là một câu khẳng định. Câu khẳng định này chia thành 3 phần chính. Phần thứ nhất là chủ từ. Phần thứ hai là to be và phần thứ ba là tân ngữ. Chủ từ, to be và tân ngữ. Tức là chủ từ là subject. As. To be. To be thì có 3 từ. Is, are và am. Tân ngữ ở đây thì không biết nhiều lắm. Thì chủ từ là gì? Chủ từ là từ hoặc cụm từ, một từ hoặc là một vài từ. Thì chủ từ á,
thì chúng ta thấy là xuất hiện đó là danh từ, tức là những cái tên. Danh từ là những từ làm chủ từ được. Thứ hai là một số đại từ, một số chứ không phải tất cả các đại từ. Hai là đại từ. Đại từ thì chúng ta có I, you, we, they, he, she và it. Đó là những cái đại từ làm chủ từ. Cái thứ ba nữa là cụm danh từ. Cụm danh từ. Cụm danh từ. Cụm danh từ thì chúng ta thấy là danh từ gắn thêm các cái tính từ vào để làm rõ nghĩa cho cái danh từ đó, tức là bổ nghĩa cho danh từ đó. Ở đây có David's new bicycle is blue, là David's là của David, đấy là tính từ sở hữu. Khi chúng ta thêm một cái nháy s vào đó thì nó sẽ thành chữ của David, chứ đó không phải động từ to be. Nó rất giống với động từ to be nhưng không phải, đấy là tính từ sở hữu. New là tính từ chỉ độ tuổi mới, và bicycle hay bicycle là danh từ. Như vậy một danh từ gắn thêm hai tính từ trở thành một cụm danh từ, được đóng vai trò làm chủ từ trong cái câu này. Ví dụ như là xe đạp của ai? Của David. Xe đạp cũ hay mới? Mới. Đó, thì cụm danh từ xong đến to be trong Tân ngữ. To be thì chúng ta biết rồi, có ba từ đó thôi. Thế còn nhưng ở đây đã hỏi là tại sao lại dùng is mà không dùng are hay là dùng am? Thì chúng ta biết như sau này. Chúng ta căn cứ vào ai thì đi với am. You, we và they thì đi với are. He, she, it thì đi với is. Mà đây là cái xe đạp mới của David, tức là một cái. Vì nhiều cái thì nó sẽ thêm s, là danh từ số nhiều, đây là danh từ số ít. Và thì cái xe đạp mới của David thì không thể là ai được, không thể là tôi được, không thể thay thế, cũng chả phải là you, we, they, he, she, trừ khi trong phim hoạt hình thì cái xe đạp nó biết nói, biết đi tán gái thì nó là he or she. Còn ở đời thực thì cái xe đạp tương ứng với it, tức là nó. Người Việt mình gọi cái xe đạp là nó, cho nên nó tương ứng với is. Đó. Thế còn Tân ngữ blue. Tân ngữ thì là cái gì? Chúng ta giả sử chúng ta bỏ cái từ blue này đi. Thì chúng ta điền được bao nhiêu từ vào đây? Cái xe đạp mới của David thì chúng ta có thấy ngay có thể là mới, cũ, xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng, nâu, đắt, rẻ. Và cái xe đạp thì làm sao? Thì như thế nào? Thì rõ ràng sành điệu rồi vân vân và mây mây. Rất nhiều tính từ có thể để vào đây được. Ngoài ra còn các cái từ khác nữa. Vậy thì tân ngữ là quá là rộng và không định nghĩa được. Nhá. Tân ngữ thì không định nghĩa được, nó mênh mang quá. Đấy, chủ từ thì chúng ta khoanh được gọn gọn là gồm có danh từ, cụm danh từ và các cái một số đại từ là hay gặp như vậy. To be thì chỉ có 7 từ thôi và ở đây đang học 3 từ. Và điền tương ứng 3 từ như thế nào tôi vừa giải thích xong. Nhưng mà về tân ngữ thì nó rộng và chúng ta không định nghĩa được. Chúng ta chỉ biết đấy là tân ngữ thôi. Nhưng mà tân ngữ thì thường đứng sau to be, đứng sau động từ, đúng không? Như vậy, một cái câu mà gồm có ba cái phần như vậy, gồm có chủ từ, to be là is, am hoặc là are, rồi đến tân ngữ. Thì đó là thì hiện tại đơn giản đối với động từ to be. Bây giờ nó dùng để làm gì? Chúng ta nhìn một cái câu này.
Xe đạp và cả cái câu trước nữa. Cái câu trước là gì nhỉ? À đâu, đây mới là câu số 1 mà. Xe đạp mới của David thì màu màu xanh. Thì thứ nhất là cái thông tin truyền đạt này phải xảy ra ở hiện gì? Hiện tại. Đó. Phải xảy ra ở hiện tại. Tức là cái xe đạp của David hiện tại bây giờ, ở cái thời điểm mà tôi nói với bạn ở cái câu này diễn ra, thì nó phải là màu xanh xanh dương. Thế còn ngày xưa nó có thể màu đỏ, ngày mai hoặc là ngày sau nó có thể là màu trắng. Nhưng bây giờ, tức là nó hiển nhiên bây giờ cái xe đạp đó là màu xanh. Tôi thấy màu xanh thì tôi nói nó là màu xanh thôi. Mắt tôi nhìn thấy mà. Thì cái chỗ này á, nó đưa ra một cái ý của hiện tại đơn giản là miêu là những cái câu mà miêu tả cái sự thật hiển nhiên. Đó, sự thật hiển nhiên. Một cái sự thật hiển nhiên ở hiện tại. Sự thật hiển nhiên nhưng mà nó phải ở hiện tại. Ở hiện tại. Đó, sự thật hiển nhiên ở hiện tại. Tôi không biết tôi nhìn thấy thế nào thì tôi nói như vậy. Ngôi nhà thì có cái mái, con trâu thì có hai sừng, cũng có con trâu có một sừng. Nói tóm lại là mắt mình nhìn thấy cái gì ở hiện tại, nó là sự thật hiển nhiên như vậy. Tôi nhìn thấy cái gì thì tôi nói cái đó, và đó là cái gì hiện tại đơn giản. Được chưa? Miêu tả một sự thật hiển nhiên. Cái xe đạp thì màu xanh, cái ô tô màu trắng, con hươu có bốn chân, vân vân, mây mây. Đó, David's new bicycle or bicycle is blue. David, nhiều bạn đọc David là không có ổn nha, họ không đọc vậy. David's new bicycle is blue. Đây nó không đưa về cái loại sở hữu cách mà nó lại đưa về cái số nhiều. David's new bicycle is blue. David's new bicycle is blue. David's new bicycle is blue. Thì đó là cái câu số 1. Bây giờ sang cái câu số 2. Ở câu số 2 chúng ta nhìn thấy có dấu hỏi chấm ở cuối. Cho nên chắc chắn nó là câu hỏi. Mà câu hỏi thì nó có các dạng như sau. Dạng thứ nhất. Dạng thứ nhất đó là to be. Rồi đến chủ từ. Dạng thứ hai là to be, rồi đến chủ từ, rồi đến tân ngữ. Đoạn thứ ba là từ hỏi. Từ hỏi tôi viết tắt bằng cái chữ này, tôi tưởng tượng như là when, why, rồi who, rồi whom. Tuy nhiên là cũng có từ hỏi là how, how much. Thì từ hỏi tôi viết tắt là chữ V kép. Còn nếu không thì các bạn tự hỏi cho biết tắt question là chữ qu cũng được. Chủ từ. À chết xin lỗi. To be. Xong đến chủ từ. Dạng tư là từ hỏi. To be. Chủ từ. Và tân ngữ. Thì có thể xuất hiện bốn dạng câu hỏi như này. Thì cái câu hỏi kia của mình là ở dạng nào? Phải không? Thứ tự ra làm sao?
Thì chúng ta có thể viết lại cái câu này bằng cách là gì? Viết lại thì đây đó là, đây là những quyển sách của bạn. Những quyển sách của bạn. Thì các bạn thấy là theo câu khẳng định mình vừa phân tích ở trên á, gồm có chủ từ to be và tân ngữ, tức là đây là S, đây là to be. Đó, S, to be và tân ngữ. Thì sau này trong câu hỏi thì nó đảo to be lên. Và these thì là từ loại gì? These là đại từ chỉ trỏ. Nó là số nhiều của this. Ví dụ khi chúng ta tra Google dịch thì tra từ này không tra được. Chúng ta sẽ thấy từ này không tra được. The these. Nó không tra là bởi vì nó chỉ tra với từ số ít của cái từ này, chính là this thì tra được. Đó, bởi vì these là số nhiều của this. Thì hai từ này chữ đầu giống nhau nhưng mà y ở giữa khác nhau. Chữ y ở giữa là y ngắn thì this, nó nhanh. This, this, this. Thế còn chữ y giữa là y dài. These, these, these. Đó, nó dài ra. Thì Google nó sẽ định nghĩa là cái này là đại từ là một này. Đúng không? Mạo từ là hai này. Trạng từ là ba. Thì trong cái trường hợp của mình, trong cái trường hợp nó có 7 định nghĩa. Thì trong cái trường hợp của mình chắc là nó phải là đại từ. Nó phải là đại từ thì nó mới làm được chủ từ. Chứ còn nó mà là mạo từ hoặc trạng từ thì nó không thể là chủ từ được. Xem cái định nghĩa. Nó là mạo từ khi nào được dùng để xác minh một người hoặc vật cụ thể gần gũi hoặc được chỉ định kèm kinh nghiệm. Đây là, đúng không? Đây là, khi đó nó sẽ dịch là đây là. Đó, thì các bạn cái câu này nó rất giống câu của mình, nó chỉ khác là cái chỗ này là số nhiều thôi. Thì nó đúng với nghĩa đầu tiên của trạng của đại từ. Được chưa? Nó chính là được sử dụng để xác định một người hoặc là vật. Nếu với this là một và nếu với nhiều thì là these, nhiều người hoặc nhiều vật gần gần mình đó hoặc được chỉ định. Đó. Hoặc là gì đó, trải nghiệm gì đó. Đây có phải là túi của bạn không? Thì ở bên mình y xì vậy đó. Đó. Đây có phải là những quyển sách của bạn không? Thì cũng thế thôi, là số nhiều. Đó. Dịch là đây là. Đó thì phải dùng Google dịch để hỗ trợ để biết nó thuộc từ loại gì. Nếu nó không phải là đại từ, không phải là danh từ và không phải là cụm danh từ mà nó là trạng từ thì chắc chắn nó không phải là chủ từ được. Chủ từ chỉ gồm 3 loại từ đó thôi. Vậy câu này rõ rồi. These là đại từ chỉ trỏ. Dịch là đây là đây. Đây đóng vai trò làm chủ từ trong câu này. A là động từ to be, còn kia là tân ngữ. Như vậy câu hỏi sẽ chia ra to be, chủ từ và tân ngữ 3 phần. Thì nó rơi vào câu cái loại câu số 2. Còn dưới là câu trả lời ngắn thì không cần dạy, nhiều người biết rồi. No, xong đến chủ từ. Chủ từ là số nhiều là these. Là chúng. Những cái quyển sách này á, tại sao lại đi với are? Là bởi vì là chúng, không phải một quyển mà những quyển. Những quyển thì tương ứng với they là chúng, they thì đi với are. Cho no they aren't. Nếu mà chúng là của mình thì no, yes, they are. Nhưng mà không phải thì no, they are not. Thì nó viết tắt là they aren't. Đó. Đó. Rồi cấu trúc là như vậy. Cái thứ hai là nó dùng để làm gì? Thì đây cũng dùng để hỏi, tức là
Ở trên hiện tại là tôi nhìn thấy nhiều quyển sách ở đây, đúng không? Một cái sự thật hiển nhiên là đầy sách ở đây. Thì tôi hỏi đây là sách của bạn phải không? Những quyển sách này, đây là những quyển sách của bạn phải không? Đây là những quyển sách của bạn phải không? Mình chỉ vào đấy. Và cái sự việc này phải diễn ra hiện tại. Ngay hiện tại đây tôi hỏi bạn luôn, đây có phải là những quyển sách của bạn không? Chứ không phải là trong quá khứ, không phải là trong tương lai. Đó là cái dạng thứ hai, là dạng câu hỏi. Cái câu số 3, câu này đọc như sau: mai mai đúng không? Mai chờ chi ổ chiều thì thành chi, mới ổ thành chiêu, chiều d dần children 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 chiêu mới rần thì dễ đọc, nhưng còn chữ đờ ở giữa chả biết có đọc được không. My children. My children, children là số nhiều, là danh từ số nhiều. Những đứa con ở đây cụ thể là hai đứa, một đứa 8 tuổi và một đứa 6 tuổi. Thì số ít của children là child, nếu một đứa thì là child. Đây là chuyển từ số ít sang số nhiều bất quy tắc, chả có mối liên quan đến nhau, child và children. Nó không thêm s, không thêm es, vân vân. Thì để bổ sung cho cái phần này, các bạn phải xem phần đại từ và phần danh từ. Ở cái kênh của tôi thì tôi cũng có rồi, có đưa ra cái vấn đề đó. Đó. Ví dụ chúng ta vào YouTube, vào tiếng Anh thầy Quyết. Vào danh sách phát, chúng ta tìm đến chữ danh từ, đại từ. Đó, danh từ đây là có 9 video và đại từ là có 10 video, thì các bạn có thể bấm vào đó. Đó, đại từ. Bây giờ những cái phần đó các bạn có thể tham khảo để mình bổ trợ cái kiến thức về danh từ và đại từ cho nó vững. Ở đây my children, my là tính từ sở hữu là của tôi, còn children là danh từ số nhiều. Thì hai cái này nó kết hợp với nhau tạo thành một cụm danh từ đóng vai trò làm chủ từ. Cụm danh từ này số nhiều và tương ứng với những đứa con, tức là họ hoặc là bọn chúng, thì là they, they đi với are, số nhiều. My children are 8 and 6, 6. Số 6 đọc là y chờ y khởi 6, nhưng mà còn phải thêm s. Các bạn đừng có đọc 6 không, 6, 6. Years, years, đúng không? Years. Hạ cái cằm xuống. Years, years, old, 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 old. Thường nối âm thành years, years old, years, years old, years old. À, bởi vì nó chữ old nó hãy đọc là old, thế thôi, old, years old. Các con của tôi thì 8 tuổi và 6 tuổi, tức là hai đứa. My children are 8 and 6 years old. Yes, không nối âm. My children are 8 and 6
Yes, old. Đó. Và cái dạng câu này là câu khẳng định. Nó chia làm 3 phần. Cụm danh từ đóng vai trò làm chủ từ. To be và tân ngữ. Thì các bạn thấy tân ngữ nó rất là rộng. Ở đây thì đã nói về tuổi của hai đứa con. Thế nhưng mà ví dụ mình my children are, thì bọn trẻ nhà tôi thì thông minh này, thì cao lớn này, thì nhỏ bé này, thì xinh đẹp này. Đó. Thì 80 tuổi đến 60 tuổi vân vân và mây mây. Thì tân ngữ sẽ là rất nhiều nhưng mà vẫn có 3 phần chính. Và để miêu tả điều gì ở đây là để về giới thiệu độ tuổi, nhưng mà của ai, của giới thiệu độ tuổi, nhưng độ tuổi này phải ở hiện tại. Sang năm thì là 9 tuổi đến 7 tuổi, năm ngoái là 7 đến 5, 7 tuổi 5 tuổi, thì năm nay là 8 tuổi 6 tuổi, thì phải giới thiệu cái hiện cái sự việc này là một sự việc hiển nhiên xảy ra ngay ở thời điểm, xảy ra ở thời điểm mà cái câu này diễn ra, ở thời điểm người này đang nói. Đó, đã gọi là thì hiện tại thì là cái này xảy ra ở hiện tại đã. Nói về cái sự việc xảy ra ở hiện tại. Câu số 4. Câu số 4 là ai thì đi với em. Duy nhất như vậy, không có cái gì khác vào đây được. Ai thì đi với em. Nhưng còn dịch đã, đọc đã. Ai em, I am interested in race. I am interested. I am interested in baseball. In baseball or I am interested then, hoặc là nối âm thì interested then, nếu không thì interested in baseball. Nguyên cái câu này đã, chấm vào đây. Thì ai là tôi, em thì interested in là quan tâm đến, baseball là bóng chày. Nhưng mà ở đằng sau là I think là tôi nghĩ, it's boring. I think tôi nghĩ it's là nó, it's boring là buồn chán. Boring. Tôi nghĩ nó thì buồn chán. À, nó thì chán. Thì tôi quan tâm đến bóng chày mà tôi lại nghĩ nó buồn chán thì không có ổn. Cho nên là phải sửa thành I'm not, là tôi không quan tâm đến bóng chày. Thêm phủ định vào đó. Tôi không quan tâm đến bóng chày. Bởi vì nó buồn chán. Tôi nghĩ nó chán bóng chày. Ví dụ như vậy. Thì phải dịch được. Các bạn thấy không? Nếu mình không dịch được thì mình không làm được. Phải dịch được nghĩa tiếng Việt. Cho nên từ vựng là một trong những cái phần mà vô cùng là quan trọng. Và nếu những bạn mới học mà đang xem cái video này, thì tức là những người mà giỏi thì không bao giờ họ xem video này. Nhưng mà các bạn mới học xem video này thì các bạn tập làm Duolingo, là cái phần mềm này. Các bạn ở đây là của tôi đó. Tôi đăng nhập rồi, đăng ký rồi. Đăng xuất ra ở đâu? Đây. Thì mới đầu nó như này. Thì tôi đã có tài khoản thì bấm vào đấy, còn nếu không thì
bắt đầu, bấm vào bắt đầu thì sau này nó sẽ đăng nhập rồi hướng dẫn đăng nhập nọ kia. Thì ít nhất làm hết cái này đi. Đó. Cái này duolingo.com rất là dễ và cũng khá là nhiều từ vựng. Tất nhiên còn phải xem nhiều cái khác nhưng ít nhất thì đấy là một cái. Như vậy là tôi không đọc là I am not interested in baseball. I think it's boring. Tôi không quan tâm đến bóng chày. Tôi nghĩ nó thì buồn chán. Đó. Rồi chúng ta tập đọc vào Google Dịch xem mình đọc đúng nhiều không. Hiện chuyện Google Dịch nó hiện đúng là một cái đỡ cho mình rồi. Còn như thế là chuẩn chưa thì chưa đâu. Đó. Google Dịch cũng là một cái chuẩn đầu tiên. Đó. Ít ra thì Google Dịch nó hiểu được là cũng ngon rồi. I am not interested in baseball. I think it's boring. Đó. Thì Google dịch nó dịch cho mình rồi. Chúng ta phải bám sát. Như vậy muốn học được tiếng Anh bắt buộc phải có công nghệ. Chúng ta không thể gặp được Tây khi bắt trực tiếp. Không có ai dạy chúng ta thì chỉ còn có máy tính thôi. Thì cái câu này là câu khẳng định, là câu phủ định. Thứ nhất là nó, câu phủ định nó chia thành chủ từ là ai đấy, xong đến to be là em, xong đến not dạng phủ định, xong rồi mới đến tân ngữ. Như vậy dạng này nó sẽ là s cộng với to be cộng thêm not rồi cộng với tân ngữ, nó nhiều hơn câu khẳng định ở cái chỗ not kia kìa. Đó. Thế còn cái đằng sau ấy thì think là động từ thường, chỗ này chưa nghiên cứu đến. Còn cái chỗ này thì vẫn là dạng khẳng định là it là chủ từ, là viết tắt của is là to be và boring là tân ngữ s. Đó, to be và o. Ở đây câu này thì chúng ta lại nói về một cái mà chúng ta quan tâm hoặc không quan tâm đến, nhưng mà phải ở đâu? Ở hiện tại. Hiện tại bây giờ thì tôi không quan tâm đến bóng đá, bóng chày. Và hiện tại bây giờ thì tôi nghĩ nó thì buồn chán. Thế còn ngày mai tôi nghĩ lại, ngày mai tôi chơi cái môn đó tự nhiên tôi lại ham thì tôi lại nghĩ lại. Hoặc năm ngoái thì tôi lại nghĩ khác. Cho nên là cái chỗ này cũng miêu tả một cái sự thật hiển nhiên ở hiện tại. Câu số 5. Điền vào đấy. Chúng tôi có thể đi bộ tới siêu thị. Thì cái chỗ này là nó thì không xa. Chứ nếu mà nó mà xa thì đi bộ làm sao được. Cho nên it is not. Nó thì không xa. Điền vào đấy. It is not. Ở câu 1, câu phía trước này nó là thì... Nó không phải liên quan động từ to be, nên tôi không phân tích. Cái còn ở cái câu sau này thì it là chủ từ, is là to be, xong đến not, xong đến tân ngữ. Thì nó là chính là cái dạng của câu phủ định là chủ từ, to be, not và tân ngữ. Thế còn đằng trước thì chúng ta sẽ học cả bài sau. We can đọc là we... We can walk or walk to the super
supermarket, mall, supermarket. It is not far. Từ far là a à nào? Chắc là a à đấy đúng không ạ? Từ nào không chắc thì các bạn có thể đánh vần hoặc nghe họ cho quen. Far. Far, far, đó. Như vậy là we là chúng tôi, can là có thể, walk. Từ cái tiếng Anh thì nó là all walk, mà tiếng Anh Mỹ thì nó là all walk to the supermarket. It, chúng tôi có thể đi bộ, to là tới, the supermarket là chợ hoặc là siêu thị. It is, nó thì, not, không, far là xa, nó thì không xa. Đó. We can walk to the supermarket. It is not far. Đó. Thì ở đây cũng là nói về hiện tại thì cái siêu thị nó không có xa. Cũng phải xảy ra ở hiện tại nhá. Một sự thật hiển nhiên ở hiện tại. Thế còn sau này siêu thị nó chuyển đi xa thì cái lúc đó không biết, nhưng hiện tại bây giờ thì nó là như vậy. Để câu tiếp theo thì chúng ta nhìn thấy ngay là câu hỏi. Are you a teacher? Bạn là một giáo viên à? Yes, vì người ta đã yes rồi thì trên chắc chắn là câu khẳng định, cho nên buộc phải điền là ai thì đi với em. Chúng ta không có lựa chọn gì ở đây được. Còn tất nhiên nếu mà họ hỏi mình thì mình có thể trả lời là có hoặc trả lời là không. Are you a teacher? Yes, I am. Có thể viết lại thành you là chủ từ này. Are là to be này. A teacher là một giáo viên là tân ngữ này. Thì chúng ta biết ngay câu hỏi này là to be đảo lên, xong đến chủ từ, xong đến tân ngữ. Đó, thì đây là một câu hỏi đảo, trả lời là yes, I am, or no, I am not. Thì đây cũng là một cái câu hỏi về nghề nghiệp, thì rất hay, nghề nghiệp hiện tại bây giờ đấy, hiện tại bây giờ. Thì cái câu này hỏi thì mình phải trả lời là hiện tại bây giờ tôi đang là một giáo viên. Thế còn năm ngoái có thể bạn là tướng cướp, bạn là luật sư, không biết. Tôi không hỏi về năm ngoái, tôi không hỏi về tương lai, mà tôi hỏi về hiện tại. Hiện tại bạn làm cái gì? Cái câu này các bạn phải dịch như vậy. Hiện tại bạn là giáo viên phải không? Vâng. Đó. Are you a teacher? Yes, I am. Are you a teacher? Yes, I am. Đó, nó là teacher. Đừng có đọc teacher. Vì không phải âm tờ, mà là âm t. Câu số 7. Câu số 7 chấm chấm chấm. Those. Cái câu đó, cái đó đọc là those. Oh, those birds, those birds from South America, South America.
Những cái con chim đó, those đó là nó ở phía xa mình ấy. Birds là những con chim. Những con chim đó form là từ South America, là từ Nam Mỹ đến, phải không? Thì những con chim ở đây là chủ từ đó. Tương với they là chúng ấy. They thì đi với are, trên chỗ này sẽ điền là are. Và đây là một câu hỏi. To be, chủ từ và tân ngữ, không có từ hỏi. Well, are those birds from South America? Những cái con chim đó thì đến từ Nam Mỹ phải không? Cái con màu đỏ đó, ở chỗ này không biết, một con thì đến từ Nam Mỹ mà một con thì không. Tùy mình thích để kiểu gì thì. Thứ nhất là the red one, là cái con màu đỏ. Thì đến từ Nam Mỹ chẳng hạn. Còn cái con màu xanh dương kia thì không, hoặc là ngược lại, thì chỗ này phải có hai cái câu trả lời. Cái câu này ví dụ ở đây là is, cái con màu đỏ là một con thì tương ứng với it hoặc là he or she, mà cái con màu xanh ấy cũng là một con cho nên nó cũng đi với he or she hoặc it, thì chỗ này là một, chắc chắn là phải một con thì đến từ Nam Mỹ nhưng mà cái con kia thì không. Hoặc là ngược lại, cái con này thì không nhưng mà con kia thì có. Cái câu trả lời thứ hai là the, thì chỗ này có thể điền là isn't, thì chỗ kia lại điền là is. Đó. Thì dịch là một con thì đúng, còn một con thì sai, thì không phải. Hoặc là con thì con này thì không phải, còn nhưng mà cái con kia thì đúng. Đó. Hai cái đáp án đều được. Thì chúng ta phải dịch được thì mới như vậy. Đọc là gì? Are those birds from South America? The red one is, but the blue one isn't. Hoặc ngược lại là the red one isn't, but the blue one is. Đó. Are those birds from South America? The red one is, but the blue one isn't. Isn't. Are those birds from South America? The red one is, but the blue one isn't. Ui, là cái gì vậy ta? Are those birds from South America? The red one is, but the blue one isn't. Đó, là tôi đọc cái từ o or thì nó hay ra cái từ o. Có cái gì red red đó cũng bị or, chắc đọc chữ r từ xem nào. Are those birds from South America? The red one is, but the blue one isn't. Đó. Thì những con chim đến từ Nam Mỹ, đến phải không? Đó. Cái con màu đỏ. Ở đây Google dịch không dịch được. Đó. Google dịch thì dịch nó phải tách ra, cho đây một dấu hỏi thì may nó hiểu được. Đó. Thế còn câu trả lời thì Google dịch nó cũng sẽ khó, khó mà hành văn nó hay được. Nó chỉ hỗ trợ mình được phần nào thôi. Thì cái bên dưới cũng cũng
có một cái câu trả lời mà chúng ta thấy là nó chỉ có hai phần này. Câu khẳng định nó chỉ có hai phần. The red one. One ở đây là đại từ đó. Cụm đại từ đây này. Có cả cụm đại từ. Hoặc thì chúng ta thấy. Rồi đến chủ từ và đến đến to be không có tân ngữ. Ở đây cũng chủ từ to be not không có tân ngữ. Đó, chúng ta thấy câu khẳng định có thêm một dạng nữa là chủ từ to be thôi. Không cần tân ngữ luôn. Đó. Là cái câu hỏi này cũng diễn ra ở hiện tại nhé. Ở hiện tại. Đó. Chung chung như vậy đó. Ở hiện tại. Bài này có mấy câu? Ai à? 8, 9, 10, 11, 12 câu cửa. Câu. Rồi, tương tự thì tôi sẽ làm nhanh đi, nhanh đi một tí nhé, không phân tích nữa. Cho nó hết cái bài này. Xong rồi là vì nó tương tự thì mấy câu đầu tôi phân tích sâu rồi. Thì những câu sau thì chúng ta làm ào ào đi. When đó, sinh nhật của bạn, your birthday là sinh nhật của bạn thì nó hay dịch là nó, cho nên chỗ này sẽ điền là is. When is your birthday nhé. When is your birthday. Thế còn hai cái chủ từ là Kate and Sandra. Kate and Sandra này thì hai cái này là nối với nhau bằng chữ and thì cho là chúng tôi hoặc chúng ta thì nó đi với số nhiều là are. We thì đi với are. Đó. We are at work today because it is a holiday. Từ Kate và Sandra thì đang ở chỗ làm việc hôm nay bởi vì à không à thế thì sai bởi vì nó là ngày nghỉ thế thì phải are not là không ở không không làm việc hôm nay không ở chỗ làm việc bởi vì hôm nay là ngày nghỉ hôm nay là chủ nhật thì họ không có chỗ làm đâu. Thế còn you thì đi với are. You are wrong, bạn sai rồi. You are wrong, bạn sai rồi. 9 nhân 9 phải không? Chả biết chữ nhân là gì. Nine and nine is 81, not 82. Bạn sai rồi. 9 nhân 9 thì phải bằng 81 chứ không phải là 82. Thế còn câu dưới là that is, đây là the right bus. Đây là cái tuyến xe buýt, cái xe buýt đúng rồi đó. For the city center nào, center. Thì đúng rồi, đây là cái xe buýt mà đến trung tâm thành phố. City center là trung tâm thành phố. Thì cái chỗ này là một cái xe buýt thôi, cho nên điền là is. Nó tương ứng với it is. Đó, một cái xe buýt. Và tiếp là shoes là đôi giày của tôi hoặc là những cái giày của tôi thì nó là số nhiều. Đây là chúng thì đi với are. Đó, những cái giày của tôi thì ở đâu ấy nhỉ? Ở trong phòng ngủ. Đó thì cái chỗ này tôi cũng gần hết thời gian rồi, cho nên là tôi làm nhanh để cho nó xong cái bài này. Có thể ở video sau tôi sẽ đề cập lại từ câu số 8 này. Nhưng mà ít nhất thì cũng qua qua như thế để các bạn nắm được. Rồi ok, nay chúng ta tạm dừng ở đây.